What's up các anh em? Hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái bộ sản phẩm mới. Con Fullen SM680R này thì các bạn biết rồi chứ gì? Con này là con bản màu xanh ngọc, đế màu xanh ngọc và phím màu trắng. Đó. Màu xanh ngọc thì nó sẽ có một cái gì đó rất là sexy mà mình cũng không thể tả được. Cái điểm nhấn mà rất là khác biệt so với những cái con Fullen khác. Tuy nhiên thì nó sẽ đi cùng với một bộ keycap màu trắng thế này. Chắc hẳn rằng các cái bạn mà hay là mồ hôi hay là chơi với cường độ nhiều thì hoặc là quay tay xong mà không có thói quen đi rửa tay mà bấm luôn á thì nó sẽ dễ dẫn tới bị ố vàng các cái phím như thế này. Đó. Thì rất là dễ bị nhiễm bẩn và nhìn nó rất là ghê trong một thời gian. Thì các bạn sẽ thường lựa chọn cái bản màu đen, nhưng mà mình thấy cái bản đế xanh này nhìn rất là hấp dẫn. Vậy thì bên mình đã có cái cách khắc phục rồi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến một cái bộ keycap. Đây, bộ keycap Krypton. Đây là cái bộ không phải là keycap như bình thường nhé, mà nó là keycap Krypton. Vì sao gọi là Krypton? Tại vì là phía bên trên của keycap này nó sẽ có một cái lớp nhựa bóng thay vì là một cái lớp nhựa đặc như những cái bộ bình thường. Thì mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem thử. Đây, các bạn có thể thấy một cái lớp nhựa bóng ở bên ngoài trước. Để mình zoom camera vào cho bạn nhìn rõ hơn. Đó, vẫn là làm double shot nhưng mà lớp bên ngoài thì nó sẽ làm bằng lớp nhựa bóng. Đó. Một lớp nhựa trong suốt. Thì khi mà các bạn lắp vào keycap á, các bạn có thể nhìn thấy rõ không? Thì lớp bên ngoài màu trong suốt không? Nó sẽ bọc lấy cái lớp bên trong màu đen. Đấy, thì khi mà bạn lắp vào thì ánh đèn nó sẽ tỏa ra xung quanh phím, xung quanh cái phím như thế này, rất là hấp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử vào cái bộ kia SM680R này cho các bạn xem nó sẽ tỏa sáng như thế nào. À, ngoài ra thì do cái con full lens này nó có làm cái đế rất là cao như thế này, cho nên sẽ rất là khó khăn cho những cái người nào mà tay ngắn hoặc là có không tay không có dài đủ để vươn tới. Thì mình có bán cái kia tay bằng gỗ rất là đẹp như thế này, được đánh vẹt ni sơn phủ rất là chất và đủ dày để cho các bạn kê lên để rất là thoải mái phím như thế này đó. Và cái đặc biệt là khi mà các bạn thay keycap vào nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái độ kêu và độ nảy của phím. Thì mình có thể sau khi thay mình sẽ thử bấm cho các bạn xem, thì các bạn có thể so sánh với lại cái video ở trước. Rồi, bây giờ mình sẽ thay luôn và không có để cho các bạn xem cho mất thời gian. Để thay rồi sau đó mình quay tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong chút nữa nha. À, và đây là cái con Fullen mà sau khi mình đã tháo hết toàn bộ keycap của con này ra. Đó, các bạn có thể thấy ở phía dưới này là một cái tấm kim loại bằng màu bạc. Đó, nhìn rất là chất luôn. Chính vì vậy mà cái led của con này nó phản lên rất là sáng. Và khi mình gỡ keycap ra thì mình có thấy là cái con này nó bui khá là chắc chắn và đẹp. Để mình thử luôn cắm vào cho các bạn xem khi không có keycap nhé. Cái này chói lóa luôn đấy. Đó. Phải nói là rất sáng. Nhìn chói hết cả mắt. Đấy, các bạn nhìn thử coi. Do cái đèn led của con này là đèn led nó lộ ở phía bên trên. Tức là nằm ở ngay trên switch luôn. Cho nên là nó có cái độ sáng rất là cao. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái keycap mới vào. À, lưu ý cho các bạn luôn là cái keycap của thằng Fullen là thuộc dạng low profile, tức là nó rất là ngắn như thế này. Cái lùn ấy nó không có cao, nó lùn lắm. Đấy. Thì khi tại vì cái đế của nó khá là cao rồi, nếu mà dùng cái keycap cao nữa sẽ khiến cho tay rất là mỏi. Thì cái bộ keycap này nó khác với cái bộ keycap mà mình sắp phải lắp vào đây. Đây là bộ Krypton. Bộ này thì tất cả những con phím đều có độ cao thấp bằng nhau, tức là có độ cao bằng nhau hết, tức là phẳng như này, giống như lại với các cái bàn phím mà đánh máy ngày xưa đó. Thì tuy nhiên cái này nó có làm có lớp nhựa trong suốt ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử gắn vào luôn nhé. Cũng là double shot đấy các bạn, nhìn thấy lung linh. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái sự lung linh của nó rồi đấy. Đó, ok, bây giờ mình sẽ lắp vào quay cho bạn xem nhé. Mở cái này ra đúng vã luôn. Ok, đây là chiếc bàn phím mà sau khi mình đã lắp toàn bộ cái keycap Krypton màu đen và dạng phẳng như thế này.
Đó, các bạn có thể thấy là nó không còn cái bề cong nữa, tụi từng phím nữa, mà nó sẽ phẳng hoàn toàn. Thì đây, đây là cái bộ cái mình lắp thì nó vẫn còn dư một cái bên phím số như thế này. Thì nó sẽ tặng kèm một cái nhổ keycap luôn, mà mình đã có rồi cho nên mình không có để đây. Mình sẽ bỏ qua cái bộ phím số đây. Đó, tại vì bộ này nó chỉ bán full 104 phím thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là nó khác biệt hoàn toàn. Cái này nó là nhựa bóng cho nên là nó sẽ không có bị bám bẩn theo thời gian. Đối với các cái nhựa mà bị sần hoặc là có nhựa ABS ấy, thì nếu màu trắng thì các bạn sẽ thấy nó bám bẩn rất là nhanh. Nhưng mà mình này vệ sinh thường xuyên thì sẽ không sao. Còn riêng bộ này thì do nó là màu bằng nhựa bóng trong suốt ở mặt trên nên các bạn yên tâm là nó sẽ không có bị bám bẩn lâu ngày. Rồi bây giờ mình đến phần quan trọng nhất, đó là trình diễn LED. Thì bây giờ mình sẽ để ánh đèn như thế này, mình bật LED lên cho các bạn xem. Rồi sau đó mình sẽ tắt điện đi nhé. Ok, mình cắm đây, cắm vô dịp đèn. Đấy, các bạn đã thấy một cái sự khác biệt rất là rõ ràng luôn. Ở ngoài viền của các cái keycap nó cũng sẽ tỏa ra ánh sáng như thế này. Tuy nhiên thì do con này là nó có cái đèn LED nằm ở phía trên, cho nên là nó sẽ không có hiệu ứng quá nhiều. Đối với những cái con LED mà nằm ở phía dưới bàn phím thì nó sẽ tỏa đều ra xung quanh của cái bộ keycap luôn. Mình sẽ nghiêng cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đó, thấy sự ảo diệu của nó không? Rất là phê lòi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng tắt điện đi và xem thử nó có cái gì đặc biệt nhé. Ok. Các bạn có thể thấy là nó cực kỳ là lung linh cùng với cái bộ crystal này. Thì bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn khác rồi, một cái diện mạo cực kỳ khác. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng đến một cái nữa, đó là lực nhấn của keycap, lực nhấn của cái switch này. Và cái tiếng kêu nó cũng sẽ khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ gõ qua thử cho các bạn coi nhé. Đó, các bạn có thể thấy là tiếng kêu của nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với lại cái bộ keycap cũ. Và nó nhỏ hơn khoảng tầm 50%. Vì có lẽ là cái bộ keycap này có cái phần nhựa của nó rất là dày, cho nên là sẽ ảnh hưởng đến cái tiếng kêu. Nó sẽ giảm bớt tiếng kêu đi và cái đáy của nó sẽ không có chạm vào cái phần bề mặt, nên sẽ không có phát ra tiếng kêu quá to khi mà keycap chạm vào cái bề mặt của nó. Tại vì cái này nó khá là ngắn và đều nhau. Ngoài ra thì có, ngoài cái bộ phẳng này, bên mình còn có những cái bộ keycap màu trắng như thế này. Và cái keycap của nó sẽ là keycap lồi lõm, tức là giống hoàn toàn với lại cái bộ keycap cũ luôn, nhưng mà với profile cao hơn. Đây, mình sẽ thử lấy một cái phím đây cho các bạn coi. Chích mặt. Chích. Rồi, ok, đây. Cái phím này là nó cũng là phím crystal, tức là nó thay vì nó làm ở bên ngoài là màu thì nó sẽ là một phần trong suốt, và ở bên trong chúng ta sẽ thấy có một lớp nhựa nữa khá là dày, nó sẽ có hai lớp. Vì phím màu trắng này thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn, phím màu đen thì nó sẽ hơi khó thấy, nhưng phím màu trắng thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai lớp rõ ràng như thế này nữa ấy, và nó sẽ khá là trơn. Đó, thì khi mà lắp cái phím màu trắng này vào thì nó còn đẹp hơn nữa. Các bạn có thể mua ở phía link phía dưới một mô tả mình có để lại nhé.
Thì cái keycap này mình cũng đã lắp vào một cái bàn phím Zero, thì mình cũng sẽ để link video ở phía dưới cho các bạn coi. Rất là cực kỳ ảo diệu luôn, mình có đăng trên fanpage thôi. Keycap màu trắng cũng xin led rất là đẹp. Thì nếu các bạn thấy hay, có thể like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé. Bye bye.